tối 18 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre, đã diễn ra khai mạc hội diễn tiếng hát hẹn hò chính dòng sông lần thứ 18 năm 2022. Tham dự có Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở Bộ văn hóa thể thao và du lịch Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở Nguyễn Công Trung, Cục trưởng Cục thông tin cơ sở Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Văn Tạo. Phía tỉnh Bến Tre có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé 10, lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bến Tre và các tỉnh thành tham gia hội diễn. Hội diễn tiếng hát hẹn hò chính dòng sông là hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên các tỉnh thành trong khu vực. Hội diễn tôn vinh nét đẹp trong sự đa dạng, sắc màu văn hóa địa phương và phong trào văn nghệ quần chúng các tỉnh thành trong khu vực. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé 10 cho biết, trong chủ hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhân Nguyễn Đình Diệu. 1 tháng 7 năm 1822, 1 tháng 7 năm 2022, Bến Tre Dinh Dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn phối hợp đăng cai tổ chức hội diễn tiếng hát hẹn hò chính dòng sông lần thứ 18 năm 2022 với chủ đề Điểm hẹn chính dòng sông. Hội diễn năm nay là điểm hẹn của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng giao lưu biểu diễn, điểm hẹn của những tiết mục đặc sắc lôi cuốn hấp dẫn, điểm hẹn tinh hoa của vùng đất chính rồng, hẹn để duy trì phát triển các hoạt động nghệ thuật quần chúng, hẹn để tô dinh, lan tỏa những giá trị truyền thống bản sắc văn hóa của từng địa phương nói riêng và khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung dịp này ban tổ chức đã tặng quà và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội diễn tặng quà cho ban giám khảo nhà tài trợ sau lễ khai mạc các đơn vị bước giao lịch thi diễn